Vua Việt Nam, cuộc thi sắc đẹp luôn được mong chờ và chú ý không chỉ bởi giới truyền thông mà còn cả cộng đồng mạng. Với những gương mặt xinh đẹp và tài năng, cuộc thi là một nơi thể hiện sự kiêu hãnh về vẻ đẹp và phẩm chất đạo đức của người phụ nữ. Trong số những gương mặt sáng giá của năm nay, Hoa hậu Miss World Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi đã chinh phục không chỉ trái tim của ba giám khảo mà còn đánh cắp cảm tình của hàng triệu người hâm mộ bằng vẻ đẹp tinh khôi và tài năng độc đáo. Ngay sau đây, hãy cùng blog giải trí tìm hiểu ngay profile của nàng hậu này nhé! Xuất sắc vượt qua 39 thí sinh, người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi số báo danh 014 đã đăng quang ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam Miss World Việt Nam 2023 diễn ra tối ngày 22 tháng 7 tại thành phố biển Quy Nhơn. Ngay từ vòng chung khảo, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã rất nổi bật và được đông đảo khán giả kỳ vọng sẽ đăng quang. Nàng hậu sinh năm 2002, cao 1m75 với số đo bao vòng là 795989cm. Hiện cô đang là sinh viên của Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong gia đình, cô là chị cả và có hai em gái. Ba cô là giám đốc một công ty xây dựng, còn mẹ cô là nội trợ. Từ khi còn nhỏ, Ý Nhi đã nổi bật với nét đáng yêu, dễ thương và một chiều cao ấn tượng. Dù ban đầu cô cảm thấy tự ti về chiều cao, nhưng Ý Nhi đã nhận ra đó là một lợi thế và hòa nhập lại với mọi người. Một điều thú vị có lẽ ít ai biết đó là nàng hậu còn có một biệt danh đáng yêu trong gia đình là Cún. Ý Nhi thú thật rằng, tên gọi này có vẻ trêu chọc nhưng với cô, nó mang ý nghĩa đáng yêu và đặc biệt. Cô xem mình giống như một chú cún, trung thành và giàu tình cảm. Tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2023, Ý Nhi đã thể hiện phong độ tuyệt vời qua các phần thi phụ. Cô xuất sắc đoạt giải người đẹp thời trang, giúp cô lọt thẳng vào top 20 chung cuộc. Ngoài ra, cô còn giành được vị trí thứ 5 tại cuộc thi người đẹp biển và top 16 tại cuộc thi người đẹp nhân ái. Đáng chú ý, Ý Nhi còn là bạn cùng trường đại học với Á hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Cả hai đều là người đẹp thời trang trong hai mùa liên tiếp của Miss World Việt Nam. Không chỉ xuất sắc trong cuộc thi sắc đẹp, Ý Nhi còn là một học sinh giỏi trong thời phổ thông và là thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật tại trường đại học quốc tế. Với niềm đam mê, cô đã chọn ngành quản trị kinh doanh để hiểu rõ về cách quản lý và vận hành một nền kinh tế. Đồng thời, Ý Nhi cũng muốn xây dựng thương hiệu đồ uống và thời trang trong tương lai. Vẻ đẹp của Ý Nhi không chỉ thể hiện qua bề ngoài mà còn ở sự duyên dáng, ngọt ngào và sự tự tin trong cách diễn xuất cũng như diễn thời trang. Bên cạnh việc học tập, cô còn là mẫu ảnh xuất sắc và thường tích cực tham gia diễn thời trang cho các trường đại học. Dù sinh ra trong một gia đình khá giả, Ý Nhi luôn tự lực và không bao giờ coi đó là tất cả. Cô luôn khao khát tự đứng trên đôi chân của mình và luôn chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn với mọi người xung quanh. Cô chia sẻ rằng gia đình luôn là động lực lớn nhất để cô thể hiện mình tốt nhất tại cuộc thi Miss World Việt Nam. Trong tháng 4 vừa qua, Hoa hậu Miss World Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi đã ghi dấu ấn với danh hiệu Á Khôi 2 duyên dáng sinh viên Bình Định năm 2023. Tại cuộc thi Miss World Việt Nam năm nay, cô muốn đem đến hình ảnh một cô gái xứ Nẫu dịu dàng, học thức và tự lập, giới thiệu vẻ đẹp quê hương đến cho bạn bè và mọi miền đất nước. Trong khuôn khổ phần thi người đẹp nhân ái, Ý Nhi đã thực hiện một dự án mang tên Nữ Chiến Binh Hồng nhằm giúp đỡ các bệnh nhân ung thư vú. Người đẹp hy vọng qua dự án này sẽ đem đến thêm sức mạnh và động lực chiến đấu cho những bệnh nhân vượt qua nghịch cảnh, tạo ra cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn cho họ. Ý Nhi cũng chia sẻ cô rất hâm mộ đàn chị Thùy Tiên. Ngay từ khoảnh khắc người đẹp sinh năm 1998 đăng quang Miss Grand International 2021. Ngay sau cuộc thi, Ý Nhi cùng hai á hậu đã có buổi họp báo để chia sẻ cảm xúc và thông tin với giới truyền thông cũng như khán giả. Không ngại ngùng, khi được hỏi về đời tư, tân hoa hậu đã thẳng thắn tiết lộ về mối quan hệ tình cảm của mình. Cô chia sẻ rằng đã có bạn trai là Nguyễn Anh Kiệt, 21 tuổi, sinh viên Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, không phải thiếu gia như nhiều tin đồn trên mạng. Mối quan hệ của cả hai đã duy trì hơn 6 năm và đây cũng là mối tình đầu tiên của Ý Nhi bắt đầu từ khi còn là học sinh trên ghế nhà trường. Tân Hoa hậu cũng khẳng định mối quan hệ của họ phát triển từ tình cảm trong sáng và thấu hiểu, được gia đình ủng hộ và cùng nhau giúp đỡ trong học tập và cuộc sống. Với ngôi vị Miss World Việt Nam, tương lai Huỳnh Trần Ý Nhi sẽ đại diện cho đất nước tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World. Bước vào lịch trình hoạt động, gặp gỡ truyền thông và tham gia các dự án thiện nguyện sắp tới, cô hứa hẹn sẽ không chỉ tỏa sáng trong cuộc thi quốc tế mà còn tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần vào xây dựng một cộng đồng xã hội ngày càng đoàn kết và phát triển. Đối với Huỳnh Trần Ý Nhi, ngôi vị Hoa hậu Miss World Việt Nam không chỉ là một danh hiệu mà còn là sứ mệnh và cơ hội để cô truyền cảm hứng và thực hiện những ước mơ lớn lao trong tương lai.